Mới đây, ngày 14 tháng 10 năm 2021, chấp hành viên Nguyễn Kiều Dũng, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm đã ra thông báo số 22/TB-CC-THADS về việc cưỡng chế thi hành bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư số 215/2020/KDTM-PT giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam và bị đơn là Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Newton. Tại thông báo cưỡng chế này, chấp hành viên Nguyễn Kiều Dũng đã nêu rõ địa điểm cưỡng chế là tòa nhà TH1, thời gian cưỡng chế là từ 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 cho đến khi cưỡng chế xong, yêu cầu các bên đương sự có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, chỉ duy nhất có nhân viên của công ty TDS và công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Phát có mặt tại tòa nhà TH1. Các đương sự khác và cơ quan tổ chức cưỡng chế không có mặt để thực hiện theo như thông báo. Việc thông báo nhưng không thực hiện gây ức chế, bức xúc cho các đương sự liên quan đã có mặt. Dù không tổ chức thực hiện, nhưng việc ra thông báo cưỡng chế thi hành án số 22 có nhiều sơ hở nên chấp hành viên Nguyễn Kiều Dũng đã bị tố cáo. Cụ thể là thông báo số 22 đã bỏ qua quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo bản án số 215/2020/KDTM-PT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đối với đương sự Nghiêm Nhật Anh và Nghiêm Thuận Ánh khi không thông báo cho họ biết việc cơ quan này sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án vào ngày 21 tháng 10 năm 2021. Ngắn gọn thì cái việc thi hành án này có vấn đề thứ nhất, đó là bản án không tuyên ai chủ thể nào bàn giao quyền sử dụng đất và bàn giao tài sản cho Newton cả. Nhưng cơ quan thi hành án vẫn ra quyết định cưỡng chế bàn giao, thì ở đây cái việc cưỡng chế nó trái với bản án. Nếu cho đúng quy định pháp luật thì bản án tuyên trường Newton được sở hữu 1/2 tòa nhà và trang thiết bị dạy học, được sử dụng 1/1 diện tích đất gắn liền với cái tài sản với cái 1/2 tòa nhà, thì vấn đề đó chỉ dừng ở cái gì, ở đây là với xác định được cái quyền sở hữu và quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của trường Newton thôi, nhưng chưa xác định cái đơn vị nào là phải giao trả cái quyền sử dụng đất đấy và tài sản đất ở trên đất đấy. Nếu như mà có ai, tức là sau khi mà trường Newton được tuyên cái đó thì có nghĩa rằng là theo bản án thì trường Newton được sở hữu, được sử dụng. Nếu như ai chiếm giữ, ai mà đang sử dụng không trả thì trường Newton bắt buộc phải khởi kiện bằng một vụ án khác để yêu cầu gì? Yêu cầu cái người đang chiếm giữ tài sản đó, đúng không? Phải trả, thì lúc đó cơ quan thi hành án mới được tiến hành cưỡng chế, tiến hành thi hành cái người đó trả lại tài sản. Dừng ở cái bản án của phúc thẩm thành phố rồi chỉ mới dừng ở chỗ là xác định quyền sở hữu thôi, quyền sử dụng thôi, chứ chưa xác định ai là người chiếm đoạt, ai là người chiếm giữ đấy, và người nào phải trả lại cho cái trường Newton đấy cái diện tích đất đấy, cái tài sản trên đất đấy. Chúng tôi hoàn toàn không nhất trí với bản án, bởi vì sao? Cái thứ nhất, bản án về mặt tố tụng cũng đã rất nhiều cái sai mà luật sư đã chỉ ra, cũng rất nhiều vấn đề cần phải xem xét lại. Chúng tôi đã làm đơn khiếu lại lên tòa án tối cao và cái bản án này đang được tòa án tối cao xem xét về kiến nghị kháng nghị. Thông báo cưỡng chế thi hành án số 22 ra thông báo đối với bên bị cưỡng chế là trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal với nội dung sẽ cưỡng chế giao quyền sử dụng diện tích 2.896,3 m² đất tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và tài sản gắn liền với đất là 1/2 tòa nhà 6 tầng được xây dựng trên diện tích đất nêu trên cùng các trang thiết bị đầu tư cho trường Newton. Trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal là đối tượng phải thi hành án bị cưỡng chế. Tuy nhiên, tại lô TH1 không hề có trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal. Trên thực tế, tòa nhà TH1 từ khi xây dựng đến nay do công ty TDS quản lý, sử dụng, còn đối tượng phải thi hành án trong thông báo số 22 là trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal
nằm trên lô TH2 liền kề chứ không phải lô TH1. Việc chấp hành viên không xác minh điều kiện thi hành án dẫn tới thông báo cưỡng chế thi hành án sai đối tượng, vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục thi hành án theo quy định. Cái vi phạm của chấp hành viên và của chi cục thi hành án dân sự ấy, trở thành ta luật thi hành án nó quy định. Theo điều 20 thì chấp hành viên phải thực hiện việc thi hành án đúng bản án và phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các người liên quan. Và điều 5 của luật thi hành án cũng quy định là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân tổ chức liên quan đến việc thi hành án. Thì ở đây cái quyền và lợi ích hợp pháp của, đặc biệt ở trong cái vụ này thì có quyền lợi ích hợp pháp của công ty khai phát đối với cái số khối tài sản mà đã đầu tư vào thiết kế phòng cháy chữa cháy là 5,2 tỷ. Thì đó là cái quyền sở hữu người ta, và cái công ty khai phát đề nghị chi cục thi hành án là phải bảo vệ cái quyền sở hữu đấy trong khi việc thi hành án, tức là phải thực hiện đúng theo điều 5 của luật thi hành án dân sự. Tuy nhiên là chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm ấy, thì đã không thực hiện thì theo đúng cái điều 5 này, còn chấp hành viên thì không thực hiện đúng theo điều 20, và trong đó cái việc không thực hiện đúng đó là ra các quyết định cưỡng chế chuyển giao tài sản, và thực hiện việc chuyển giao tài sản cưỡng chế đấy là trái pháp luật, và như vậy thì có dấu hiệu ra phạm vào tội ra quyết định trái pháp luật. Cái việc này thì tới đây thì cũng doanh nghiệp liên quan ấy, thì tôi cũng tư vấn cho các doanh nghiệp liên quan là nên có đơn tố cáo lên cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao để xử lý cái hành vi ra quyết định trái pháp luật của chi cục trưởng chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm và ra quyết định cưỡng chế trái pháp luật của chấp hành viên Nguyễn Kiều Dũng trong cái việc này. Được biết, ngày 14 tháng 5 năm 2021, đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã có kết luận số 05 về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong đó, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ sai phạm của chấp hành viên Nguyễn Kiều Dũng và chi cục trưởng Nguyễn Quốc Hùng trong việc xác minh, kê biên, xử lý tài sản phải thi hành án trong vụ án giữa công ty TDS và trường Newton. Đoàn kiểm tra cũng nhận định những sai sót, vi phạm của chấp hành viên Nguyễn Kiều Dũng là nghiêm trọng, cần phải có hình thức xử lý kỷ luật cho phù hợp với mức độ vi phạm, điều chuyển sang chi cục thi hành án dân sự khác sau khi xử lý kỷ luật.